Trong cuộc chiến với giặc COVID-19 đầy cam go, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã tiến hành đồng bộ các biện pháp công tác đảng, công tác chính trị, kịp thời tiếp thêm ý chí, nghị lực cho những chiến sĩ nơi tuyến đầu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Để có được vaccine tinh thần, vững chắc cho cán bộ chiến sĩ nơi tuyến đầu yên tâm thực hiện nhiệm vụ phòng chống COVID-19, gần 2 năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố đã tiến hành đồng bộ các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, các hoạt động tuyên truyền, cổ động giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ được quan tâm nhiều hơn. Công tác tổ chức cán bộ chính sách thi đua khen thưởng, dân vận có nhiều đổi mới và được vận dụng linh hoạt. Qua đó động viên kịp thời cán bộ chiến sĩ hăng hái lên đường nhận nhiệm vụ. Cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố vừa căng mình phòng chống dịch bệnh tại cảng biển, đồng thời vừa sẵn sàng lực lượng tăng cường y viện cho các tỉnh trên tuyến biên giới Việt Nam Campuchia, quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống COVID-19. Trên các tổ chốt phòng chống COVID-19 và các khu cách ly tập trung, bầu không khí vui tươi phấn khởi, thực hiện nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ được lan tỏa. Đặc biệt, có những việc chưa từng có tiền lệ trong công tác thao trường. Đó là Thủ trưởng Bộ Chỉ huy đã trực tiếp đến để trao tặng bằng khen của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho cán bộ chiến sĩ tại khu cách ly. Bên cạnh đó, việc kịp thời động viên cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại các khu cách ly, các tổ chốt phòng chống COVID-19 được Bộ Chỉ huy quan tâm như tổ chức trao quyết định thăng quân hàm, nâng lương cho cán bộ đến niên hạn. Đó là sự động viên kịp thời của người chỉ huy các cấp để cán bộ chiến sĩ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tất cả trong tổ này với tinh thần là xung phong hết, thì đã xung phong rồi thì tinh thần là đã xác định làm tốt nhiệm vụ và cũng không ngại khó ngại khổ. Sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, sự thương yêu đùm bọc của bà con nhân dân, của hậu phương gia đình đã giúp cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng có thêm vaccine tinh thần, nhiệt huyết để bám trụ nơi tuyến đầu, quyết tâm đẩy lùi COVID-19.